Hello các bạn, hôm nay Vũ quay nhanh các bạn cho một cái giới thiệu các bạn một dòng loa di động. Nói chung là nó một phân khúc, nôm na là nó sẽ hơi tiết kiệm về kinh tế, nhưng mà là một thương hiệu có thương hiệu và chất lượng, có chất lượng. Đây là dòng Marquee. Con này thì nhìn sơ các bạn nhìn không? Đây là một dòng loa BA Active. Đây, mình để cho các bạn đây. Đây là dòng Thundergo driver là 8 inch. Nhưng mà tại sao Vũ review? Tại vì Vũ test cái chất nó rất là hay các bạn. Và tầm giá con này hiện tại là chỉ có 14 triệu thôi. Chỉ có 14 triệu nha các bạn. Là nó đã bao gồm có pin bên trong đó nha các bạn ha. Nó đã bao gồm pin rồi. Rồi, thì để nói về pin thì giờ giới thiệu với các bạn cái này. Rất là quan trọng là con này có thể kết nối stereo để chúng ta có thể nghe nhạc và chuyển qua bằng app luôn nha các bạn ha. Có thể kết nối bằng app luôn, giống như combo vậy đó. Và mình ưng thứ nhất là Vũ rất là ok cái con này về cái độ hoàn thiện và thiết kế, từ cái nước sơn, từ cái vỏ thùng rất là chắc chắn các bạn. 14 triệu mà so với những dòng di động, chúng ta mua những dòng loa kéo di động sách tay bình thường là 7 triệu 8 triệu rồi đó các bạn. Đó là những cái loa Việt Nam hay là những loa Trung Quốc là các bạn rơi vào tầm đó rồi. Nhưng mà có một con mà thương hiệu Marquee cũng rất là nổi tiếng nữa, ở trong những các bạn hoặc là những anh em làm âm thanh cũng biết về Marquee nữa, nên chất nó rất là hay đấy. Và mình quay, bạn có thể quay cận cảnh cái độ hoàn thiện của con này giúp mình nha. Ok các bạn ha. Đấy, nó có một cái đèn led ở đây để chúng ta biết là có nguồn công suất đó. Nó một driver và một củ trap đó. Đấy, thiết kế này các bạn. Và nó rất là hoàn thiện đó, nó rất là hoàn thiện. Bạn quay cận cái bộ mặt này này. Đấy, từ cái nước sơn nha các bạn, tại vì mình review đây này, cái nước sơn này các bạn nhìn cái nút rất là chỉnh chu, ngay ngắn và thẳng hàng, in rất là sắc nét. Và những cái nút bấm này, những cái nút bấm này rất là nhạy. Ở đây nhiều chế độ outdoor, chế độ hội họp, docking, rồi feedback. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, mình bấm rất là đơn giản thao tác. Và chúng ta có thể link hai loa với nhau bằng một cái nút này, link với nhau được hai loa ngay chế độ stereo đàng hoàng luôn nha các bạn ha. Và kết nối Bluetooth và sử dụng được app, cái gain nó đây. Cái này gain của Bluetooth và đây là gain main out tổng. Đây. Rồi còn main overload, tức là gain này quá công suất thì nó sẽ báo đen. Và con này nó có một cái điểm là không có reverb. Đây. Còn các chế độ nghe nhạc nó có đấy các bạn, thao tác rất là dễ. Đây mình chuyển nha. Ở đây là music, speak, mon, sub. Cái con sub này nè. Đấy, nó một cái này cũng rất là hay. Khi mà chúng ta chọn chế độ sub, đây là nó đã cắt cái EQ và cắt đi và nó chỉ lấy được cái phần mid và high thôi. Đấy. Và để chừa là phần mid low, mid và mid high. Đấy, đầy đủ. Và phần này chúng ta kết hợp với sub. Nhưng mà để chúng ta di động và ca được toàn giải thì chúng ta sẽ để chế độ music chức vụ. Đấy, nó mở ra âm, các bạn nghe cũng âm khác đúng không? Đấy. Và giọng nó rất là thật nha các bạn. Thì đối với những khách hàng nào mà đòi hỏi yêu cầu là một cái loa giá thành thứ nhất là phù hợp, thứ hai có thể di động được, mà có thể ứng dụng cái này, loa này dụng trường học các bạn có thể ứng dụng, và giá thành Vũ thấy nó rất là ok trong cái độ hoàn thiện và cái giá thành, và luôn cả về mặt thương hiệu nó cũng có nữa, nên rất là ngon luôn. Hả? 14 triệu đúng không khách ha? Đúng rồi, chỉ có 14 triệu khách thôi bạn. Đấy, nhưng mà con này chỉ có một cái là nó không có reverb thôi. Và nó có app, là Sang có thể cho anh mượn màn hình, anh cho mọi người coi cái app không? Cái app cũng thao tác rất là mượt mà, nhưng mà cái app nó hơi đơn giản tí xíu thôi. Nhưng mà mình nghĩ là dễ cho người dùng. Và mọi người có thể nghe stereo không dây nữa. Đây, bạn có thể quay trước mặt đây của mình. Đây, đây cái channel này các bạn thấy không? Đó, đây, đây là một channel nè, channel 2 nè. Rồi, ok ha, chúng ta có thể chọn chế độ nghe nhạc nè. Đấy, speak nè, sub nè, cắt nè. Lượt 1, 2, các bạn nghe giọng không? Rất là nhạy nha các bạn. Cái trải nghiệm thao tác nó rất là mượt mà. Alo 1, 2, alo 1, 2, alo 1, 2. Và cái chế độ để cho monitor, chúng ta có thể ứng dụng cho làm trình diễn. Thì những bạn nào về ngân sách thì mình nghĩ rất là hợp lý. Đó. Ok, back về. Rồi xong, trong đây mình có phần home. Chúng ta có thể chỉnh chế độ outdoor. Thì outdoor thì EQ nó sẽ được tăng lên. Do mình một tay hơi thao tác hơi khó chút xíu nha mọi người. Đấy, Vũ giới thiệu các bạn luôn. Đấy, các bạn thấy chưa?
Ok. Còn đây là main tổng. À. Rồi, trong đây mình sẽ được xử lý nhanh hơn. Các bạn có thể kết nối thêm một loa nữa. Nếu chúng ta có hai cái, chúng ta có thể nghe bằng stereo ở trên đây luôn. Rồi auto link với nhau, khi mà chúng ta đã kết nối một lần rồi, nó đã nhớ và nó đã link với nhau một lần rồi, về sau là có chế độ một là tự auto, auto connect, auto link với nhau luôn. Nó rất là nhạy nha, cái tính năng này mình đã check rất rồi, là cái con Mackie này làm với cái app này, cái trải nghiệm rất là ok. Feedback, rồi music docking. Rồi bạn có thể tăng giảm cái EQ này nữa. Ví dụ chúng ta ở ngoài trời chúng ta cần âm bay cao hơn, hoặc là chép dư quá chúng ta có thể giảm xuống. Mà nó chỉ hỗ trợ chúng ta hai băng thôi, băng blow và băng 2. Đó. Nhưng mà mình nghĩ cái chất lượng âm thanh mặc định nó đã hay sẵn rồi. Rồi thì mình cũng không cần phải can thiệp quá nhiều. Rồi nếu bạn muốn tiết kiệm pin, chúng ta có thể tắt đi cái phần LED này. Đấy, bạn thấy phía trước không? Đây. Nếu chúng ta muốn hát nhiều thì chúng ta không cần hiển thị đèn á, bật lên nè. Đây. Đấy. Bạn thấy độ nhạy nó tốt không? Đấy. Thấy chưa? Đấy. Đấy. Rất là mượt các bạn. 14 triệu quá ngon. Đấy. Rồi. À, ví dụ bạn có thể chỉnh nó là bạn có thể lưu nhiều cái reset ở đây. Chúng ta ví dụ như plus napshot nè, chúng ta có thể lưu những cái file, ví dụ file mà chúng ta chỉnh xong chúng ta lưu giống như con văn số các bạn. Mình trình diễn hay là mình đi karaoke mình có thể chỉnh sẵn. Đấy. Rồi, ok, anh gửi lại. Đó. Thì đây là mình quay sơ cho các bạn, giới thiệu các bạn một vòng. Thì thực ra là vòng này mình được biết được 2 tháng mấy rồi. Nhưng mà hôm nay mình mới review rồi vì mới gửi. Là cũng có một số anh em đã bán trước rồi nhưng mà mình chưa ra review các bạn cụ thể con này. Thì đối với mình cái con này á, cái chất nó ở mang chất live và nó chất mid và high nó rất là ok. Về phần âm bay thì con này có thể gồng nổi, tại vì âm bay nó bù được là do cái phần vỏ. Phần vỏ con này được rất là đầm, rất là chắc các bạn, cực kỳ đầm, rất là nặng luôn các bạn. Nó khoảng cao độ nó cũng rất là nhỏ gọn, tầm 2 gang tay thôi. Và foam nó không quá sâu nhưng mà phần này nó được cái phần nhựa này nè các bạn, nó làm rất là chắc và cái bo nó rất là dày. Nên khi mà đánh mà ban đầu mà chúng ta không xử lý EQ sơ sơ, chúng ta nghe nó có vẻ là nó hơi mỏng và nó thiếp low. Nhưng mà chúng ta cân lại đối với những cái phòng mà hơi vang vang chơi con này thì rất là ngon, đánh bù low được rất là tốt. Đấy. Để lại một xíu nha mọi người. Hỗ trợ cái. Nó hơi nặng các bạn. Nặng thiệt. Đấy. Rồi. Ở đây thì các bạn sẽ có hai cái, một nó chỉ có một line-in vào thôi, Bluetooth hoặc là 3.5 dành cho nhạc. Nó khác với những cái con di động khác là các bạn có thể chơi được nhiều con, nhưng con này chỉ có một line-in thôi. Đấy, để hát karaoke thì có thể được, hoặc là chơi band hay là để làm monitor. Và nó có một nó opt-out để cho out cái loa thứ hai, thứ ba gì đó. Đơn giản. Và nói chung là này thì dễ chơi, mình mua cho người lớn xài cũng dễ, nó không có bị phiền phức hoặc phức tạp nhiều. Rồi, ok, bây giờ thì Vũ đã review xong các bạn, một giới thiệu các bạn một cái mẫu loa có thương hiệu nè, chất lượng sản phẩm có nè, độ hoàn thiện có nè, chất liệu vỏ cho đến cái phần thiết kế con này ngon và đẹp nè. Đấy, và rất là đầm. Nói chung là chúng ta nhìn vào số tiền và chúng ta nhìn cái độ hoàn thiện nó là cảm giác là nó không có bị gọi là giống như đồ giả các bạn. Đó, nôm na là như vậy, nhìn chỉ cần nhìn thôi là biết nó đồ xịn rồi. Đấy. Mình không phải mình BIA cho cái con Mackie đâu, mà chỉ là mình thấy nó giá nó mềm và là giá nó hợp lý và cho mọi người thấy trải nghiệm. Thì con này thì mình đang cấm với echo, tại vì con này nó không effect. Mình đương nhiên mình sẽ lấy E1 mình hát để LK. Thì đối với những khách hàng mà ngân sách mà ít á, mà cần mà đồ xịn á, có thương hiệu á, mà cần đủ bền tí xíu á, thì Mackie mà thông đồ Go cũng là một sự lựa chọn cho các bạn luôn. Đấy. Rồi, hát thử echo cho mọi người nghe nha. Vì anh muốn quan tâm em bận tâm, cả những yêu thương bao năm anh có được, mà sao mắt môi em vẫn chưa khi nắm bằng lâu. Giờ thì anh đang gắn đớn để xa xa em rồi, đừng không nhé em người ơi. Dù rằng đường mình chung đôi, anh đó, như vậy là các bạn thử thấy không? Nghe rất là ok, rất là mượt mà luôn. Thì kết hợp với con E1 nữa. Thì bản ra là cái chất driver của E1 thì nó là tốt sẵn, nó kết hợp với con này, mặc định cái driver cũng như cái chất lượng thương hiệu nó cũng đã có nữa, nên nó kết hợp nghe rất là mượt. Còn về cái chương trình, nhiều bạn cũng hỏi chương trình đúng không? Thì thật ra mình cũng chưa biết là cái chương trình con này mình sẽ làm gì thế nào. Mà nếu mình có thể là offer cho E1 như thế nào đó thì mình sẽ có một cái thông báo, các bạn hãy truy cập vào fanpage hoặc là
follow vào kênh Thiên Vũ, bấm subscribe đăng ký channel của mình. Mình sẽ thông tin cho mọi người ha, để mua một cái giá tốt nhất và cũng như được cái những quà tặng hợp lý nhất. Nếu các bạn thấy video mà Vũ review mà chia sẻ mà chân thật như thế này và rất là rõ ràng cho mọi người, nếu thấy hay thì đừng quên bấm like và subscribe channel để Vũ có nhiều video làm hay hơn, chia sẻ nhiều sản phẩm chất lượng và được chọn lọc để gửi thông tin đến cho tất cả khách hàng. Ok, Vũ làm bài cái. Xin cho tôi